hoặc hiện môn hàng phục chúng ma chế các ngoại đạo, hiện hiện Bồ Tát phước trí lực, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc thị hiện pháp môn hàng phục chúng ma chế các ngoại đạo, hiện hiện Bồ Tát phước trí lực, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn trí biết tất cả công sáng minh, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn trí mình biết tất cả chúng sinh khác biệt, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn trí mình biết tất cả pháp khác biệt, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn trí mình biết tâm ưa thích của tất cả chúng sinh khác biệt, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn trí mình biết căn hạnh phiền não tập khí của tất cả chúng sinh, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn trí mình biết đủ thứ nghiệp của tất cả chúng sinh, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn khai ngộ tất cả chúng sinh, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc thị hiện pháp môn trí biết tất cả công sáng minh, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Công sáng minh là một trong năm minh. Năm minh là một thanh minh, hai công sáng minh, ba y phương minh, bốn nhân minh, năm nội minh. Hoặc thị hiện pháp môn trí minh biết tất cả chúng sinh khác biệt, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Hoặc thị hiện pháp môn trí minh biết tất cả pháp khác biệt, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Hoặc thị hiện pháp môn trí minh biết tâm ưa thích của tất cả chúng sinh khác biệt, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Hoặc thị hiện pháp môn trí minh biết căn hạnh phiền não tập khí của tất cả chúng sinh, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Hoặc thị hiện pháp môn trí minh biết đủ thứ nghiệp của tất cả chúng sinh, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Hoặc thị hiện pháp môn khai ngộ tất cả chúng sinh, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Môn phương tiện như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, đi đến chỗ ở của tất cả chúng sinh mà thành thục họ. Bồ Tát dùng pháp môn phương tiện, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật như vậy, đi đến chỗ ở của tất cả chúng sinh, để thành thục tất cả chúng sinh, giáo hóa tất cả chúng sinh. Đó là hoặc đến cung trời, hoặc đến cung rồng, hoặc đến cung dạ xoa, Càn Thát Bà Atula, Kalula, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, hoặc đến cung Phạm Vương, hoặc đến cung vua, hoặc đến cung vua Diêm Ma, hoặc đến chỗ ở của súc sinh ngạ quỷ địa ngục. Các ngài hoặc đến cung trời, hoặc đến cung rồng, hoặc đến cung dạ xoa, Càn Thát Bà Atula, Kalula, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, hoặc đến cung Phạm Vương, hoặc đến cung vua, hoặc đến cung vua Diêm Ma, hoặc đến chỗ ở của súc sinh ngạ quỷ địa ngục, chẳng chỗ nào mà chẳng hiện thân. Dùng đại bi bình đẳng, đại nguyện bình đẳng, trí huệ bình đẳng, phương tiện bình đẳng, nhiếp các chúng sinh. Các ngài dùng tâm đại bi bình đẳng, đại nguyện lực bình đẳng, đại trí huệ bình đẳng, đại phương tiện bình đẳng để nhiếp thọ tất cả chúng sinh. Hoặc có người thấy rồi mà được điều phục, hoặc có người nghe rồi mà được điều phục, hoặc có người nghĩ nhớ mà được điều phục, hoặc nghe được âm thanh mà điều phục, hoặc nghe được danh hiệu mà điều phục, hoặc thấy được viên quang mà điều phục, hoặc thấy được lưới quang mà điều phục, tùy tâm ưa thích của chúng sinh, đều đến chỗ họ khiến cho họ được lợi ích. Hoặc có chúng sinh thấy được cảnh giới này rồi mà thân tâm được điều phục, hoặc có chúng sinh nghe được âm thanh của những vị Phật Bồ Tát này rồi mà được điều phục, hoặc có chúng sinh nghĩ nhớ Phật Bồ Tát mà được điều phục, hoặc nghe được âm thanh của Phật Bồ Tát mà được điều phục, hoặc nghe được danh hiệu Phật Bồ Tát mà được điều phục, hoặc thấy được viên quang của Phật Bồ Tát mà được điều phục, hoặc thấy được lưới quang của Phật Bồ Tát mà được điều phục. Bồ Tát đều tùy thuận tâm ưa thích của tất cả chúng sinh mà đến chỗ họ, khiến cho họ đạt được lợi ích. Phật tử, tất cả Bồ Tát tại rừng Thệ Đa này, vì muốn thành thục các chúng sinh cho nên có lúc hiện xứ sở, có đủ thứ nghiêm sức trong các cung điện, hoặc có lúc thị hiện ở lầu các báu trên tòa sư tử, chúng hội đạo tràng cùng vây quanh khắp cùng mười phương, đều khiến cho chúng sinh thấy được mà cũng không lìa khỏi chỗ Như Lai trong rừng Thệ Đa này. Các vị Phật tử, tất cả Bồ Tát ở trong rừng Thệ Đa này, vì muốn thành thục hết thảy chúng sinh cho nên có lúc thị hiện xứ sở, có đủ thứ nghiêm sức trong các cung điện, hoặc có lúc thị hiện ở lầu các báu trên tòa sư tử, tất cả chúng sinh trong đạo tràng cùng vây quanh, đầy khắp cùng mười phương, đều khiến cho tất cả chúng sinh đều thấy được mà cũng không lìa khỏi chỗ Như Lai trong rừng Thệ Đa này. Đoạn này nói Bồ Tát chẳng lìa khỏi rừng Thệ Đa, bất động mà khắp cùng phồn hương mà luyên tĩnh, đầu chẳng lìa gốc, tùy du hành mười phương cũng chẳng lìa khỏi bổn hội gốc ngọn sự lý, nên chẳng tức lìa. Phật tử, các Bồ Tát này hoặc có lúc thị hiện vô lượng mây hóa thân, hoặc hiện độc thân không bạn bè,
như là hoặc hiện thân Sa môn, hoặc hiện thân Bà la môn, hoặc hiện thân Khổ hạnh, hoặc hiện thân Mập khỏe, hoặc hiện thân Y vương, hoặc hiện thân Thương chủ, hoặc hiện thân Tịnh mạng, hoặc hiện thân Kỹ nhạc, hoặc hiện thân Phụng sự Chư thiên, hoặc hiện thân Công xảo Kỹ thuật. Các vị Phật tử, hết thảy tất cả Bồ Tát trong đạo tràng rừng Thệ Đa này, hoặc có lúc thị hiện vô lượng mây hóa thân, hoặc hiện độc thân một mình tu hành không bạn bè, tức như là hoặc hiện thân Tỳ kheo, thân Tỳ kheo ni, hoặc hiện thân Bà la môn, hoặc hiện thân Tu khổ hạnh, hoặc hiện thân Mập mạp khỏe mạnh, hoặc hiện thân Y vương, hoặc hiện thân Thương chủ, hoặc hiện thân Tu tịnh thanh tịnh, hoặc hiện thân làm nhà âm nhạc, hoặc hiện thân Phụng sự Chư thiên, hoặc hiện thân Công xảo Kỹ thuật. Kinh văn ở dưới giảng về 53 vị thiện trí thức đều thị hiện hóa thân trong đạo tràng rừng Thệ Đa. Các ngài đều là ứng hóa thân của Pháp Thân Đại Sĩ, đi đến tất cả tụ lạc xóm làng thành thị thủ đô chỗ các chúng sinh. Các ngài đi đến tất cả tụ lạc thôn xóm làng ấp thành thị thủ đô chỗ đủ thứ các chúng sinh ở để vì tất cả chúng sinh thuyết pháp. Tùy theo sự ứng hóa, dùng đủ thứ hình tướng, đủ thứ oai nghi, đủ thứ âm thanh, đủ thứ lời nói, đủ thứ trụ xứ nơi tất cả thế gian, giống như lưới đế thích hành Bồ Tát hạnh. Các ngài tùy theo căn tánh của chúng sinh, dùng đủ thứ hình tướng để giáo hóa tất cả chúng sinh, dùng đủ thứ oai nghi để ảnh hưởng đến tất cả chúng sinh, dùng đủ thứ âm thanh để cảm hóa tất cả chúng sinh, dùng đủ thứ lời nói để khai đạo tất cả chúng sinh. Các ngài lại thị hiện đủ thứ trụ xứ để giáo hóa tất cả chúng sinh. Trong tất cả thế gian giống như lưới trời đế thích, quang minh chiếu sáng lỗ lỗ thông với nhau để tu hành Bồ Tát hạnh. Hoặc nói tất cả công việc, sự nghiệp của thế gian, hoặc nói nhất thiết trí huệ, đèn sáng thế gian, hoặc nói tất cả chúng sinh nghiệp lực trang nghiêm, hoặc nói mười phương cõi nước kiến lập các thừa vị, hoặc nói cảnh giới đèn trí huệ chiếu tất cả pháp. Các ngài hoặc diễn nói tất cả công việc sự nghiệp của thế gian, đây là công xảo minh trong ngũ minh, hoặc diễn nói nhất thiết trí huệ giống như đèn sáng chiếu thế gian, hoặc diễn nói tất cả chúng sinh nghiệp lực trang nghiêm chúng sinh, hoặc diễn nói mười phương cõi nước kiến lập các thừa vị, hoặc diễn nói cảnh giới đèn trí huệ chiếu sáng tất cả các pháp, giáo hóa thành thục tất cả chúng sinh, mà cũng chẳng lìa chỗ Như Lai trong rừng Thệ Đa này. Các ngài giáo hóa thành thục tất cả chúng sinh, mà cũng chẳng lìa khỏi chỗ Như Lai trong đạo tràng rừng Thệ Đa này. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Xứ Lợi từ lầu các thiện trụ đi ra. Lúc đó Pháp Vương Tử Bồ Tát Văn Thù Xứ Lợi từ lầu các thiện trụ đi ra, với vô lượng Bồ Tát đồng hạnh cùng với các vị thần Kim Cang thường theo thị vệ, các thân chúng thần, các vị chúng sinh cúng dường chư Phật, các túc hành thần từ lâu đã phát thệ nguyện kiên cố thường tùy tùng, chủ địa thần thích nghe diệu pháp, chủ thủy thần thường tu đại bi, chủ hỏa thần trí quang chiếu sáng, chủ phong thần mão làm bằng mani, chủ phương thần minh huyện tất cả nghi thức mười phương, chủ dạ thần chuyên cần trừ diệt vô minh đen tối, chủ chú thần diễn minh Phật Nhật một lòng không lười, chủ không thần trang nghiêm pháp giới tất cả hư không, chủ hải thần khắp độ chúng sinh vượt các biển cõi, chủ sơn thần thường xuyên tích tập căn lành trợ đạo hướng nhất thiết trí cao lớn như núi, chủ thành thần thường xuyên thủ hộ tâm thành bồ đề của tất cả chúng sinh, các đại long vương thường thủ hộ vô thượng pháp thành trí nhất thiết trí, các dạ xoa vương thường xuyên thủ hộ tất cả chúng sinh, cả thất bà vương thường khiến chúng sinh tăng trưởng hoan hỷ, kiêu bản trả vương thường xuyên trừ diệt các cõi ngạ quỷ, ca lâu la vương luôn nguyện cứu giúp tất cả chúng sinh thoát khỏi các biển cõi, a tu la vương nguyện được thành tựu thân các Như Lai cạo xuất thế gian, ma hầu la giả vương thấy Phật hoan hỷ cúi đầu cung kính, các đại thiên vương thường nhảm sinh tử luôn thích thấy Phật, các đại phạm vương tôn trọng đức Phật tán thán cúng dường. Bồ Tát Văn Thù Xứ Lợi đồng tử với vô lượng Bồ Tát đồng hạnh cùng với tất cả các vị thiện thần Kim Cang thường theo thị vệ, lại có các thân chúng thần khắp vì chúng sinh cúng dường chư Phật, có các túc hành thần từ lâu đã phát thệ nguyện kiên cố thường thường tùy tùng trái phải, có chủ địa thần quản lý đất đai thích nghe diệu pháp, có chủ thủy thần thường thường tu đại bi tâm, có chủ hỏa thần quản lý lửa trí quang chiếu sáng, có chủ phong thần quản lý gió mão làm bằng mani, có chủ phương thần minh luyện tất cả nghi thức mười phương, thấu rõ tất cả nghi thức, có chủ dạ thần chuyên cần trừ diệt vô minh đen tối, chủ dạ thần không nhất định chỉ quản lý đen tối, ngài còn phải phá trừ đen tối của chúng sinh, có chủ chú thần diễn minh Phật Nhật
một lòng không lười biếng, có chủ không thần trang nghiêm pháp giới tất cả hư không, có chủ hải thần khắp độ tất cả chúng sinh vượt qua các biển cõi, có chủ sơn thần thường xuyên tích tập căn lành trợ đạo, hướng nhất thiết chí cao lớn như núi, có chủ thành thần thường xuyên thủ hộ tâm thành bồ đề của tất cả chúng sinh, có các đại long vương thường thủ hộ vô thượng pháp thành trí nhất thiết chí, có các dạ xoa vương thường xuyên thủ hộ tất cả chúng sinh, có càn thất bà vương thường khiến chúng sinh tăng trưởng hoan hỷ, có cưu bản trà vương thường xuyên trừ diệt các cõi ngạ quỷ, có ca lâu la vương luôn nguyện cứu giúp tất cả chúng sinh thoát khỏi các biển cõi, có a tu la vương nguyện được thành tựu thân các như lai cao suốt thế gian, có ma hầu la giả vương thấy phật hoan hỷ cúi đầu cung kính, có các đại thiên vương thường nhảm lìa sinh tử luôn thường ưa thích thấy phật. Chúng ta chẳng giác ngộ ở trên thế gian này cứ chạy theo tư tưởng điên đảo mà tạo ra biết bao tội nghiệp chẳng nhảm lìa sinh tử, có các đại phạm vương tôn trọng đức phật tán thán cúng dường. Đoạn văn này là chỉ rõ bát nhã dẫn vạn hạnh tùy mỗi loại đều có nhiều chúng. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi với các chúng Bồ Tát công đức trang nghiêm như vậy ra khỏi trụ xứ của mình, đi đến chỗ Đức Phật, đi vòng bên phải Đức Thế Tôn, trải qua vô lượng vòng, dùng các đồ cúng dâng lên đủ thứ sự cúng dường. Cúng dường xong rồi, lui ra đi về hướng Nam, đến nơi nhân gian. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi với các chúng Bồ Tát công đức trang nghiêm như vậy ra khỏi trụ xứ của mình ở tức nương Phật pháp giới lưu biểu thuyết pháp vậy, đi đến đạo tràng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đi vòng bên phải Đức Thế Tôn, trải qua vô lượng vòng, sau đó dùng đủ thứ đồ cúng dường dâng lên cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cúng dường xong rồi, bèn lui ra đi về hướng Nam, đến nơi nhân gian. Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất nương thần lực của Đức Phật thấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi với các Bồ Tát chúng hội trang nghiêm ra khỏi rừng Thệ Đa đi về phương Nam du hành nơi nhân gian, bèn nghĩ như vậy: nay tôi nên cùng với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đi về phương Nam. Lúc đó Tôn giả Đại Trí Xá Lợi Phất đường đại oai thần lực của Đức Phật thấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi với các Bồ Tát chúng hội trang nghiêm đi ra khỏi rừng Thệ Đa đi về phương Nam du hành nơi nhân gian, ngài bèn nghĩ như vậy: nay tôi nên cùng với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đi về phương Nam. Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất với 6.000 vị tỳ kheo vây quanh trước sau ra khỏi chỗ ở của mình, đi đến chỗ Đức Phật đảnh lễ chân Phật, bạch Đức Thế Tôn ý định của mình. Đức Thế Tôn hứa khả đi nhiễu bên phải Đức Thế Tôn ba vòng, lui ra mà đi đến chỗ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Lúc đó Tôn giả Xá Lợi Phất với 6.000 vị tỳ kheo vây quanh trước sau ra khỏi chỗ ở của mình, đi đến đạo tràng của Đức Phật đảnh lễ chân Phật, bạch Đức Thế Tôn ý định của mình. Đức Phật nghe rồi bèn hứa khả thỉnh cầu của ngài. Ngài Xá Lợi Phất đi nhiễu bên phải Đức Thế Tôn ba vòng, từ từ lui ra mà đi đến chỗ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Đoạn văn này nói ra khỏi chỗ ở của mình là chỉ hàng nhị thừa bỏ tiểu mà hướng đại. 6.000 vị tỳ kheo đó đều ở chung với ngài Xá Lợi Phất xuất gia chưa bao lâu, đó là tỳ kheo Hải Giác, tỳ kheo Thiện Sanh, tỳ kheo Phước Quang, tỳ kheo Đại Đồng Tử, tỳ kheo Điển Sanh, tỳ kheo Tịnh Hạnh, tỳ kheo Thiên Đức, tỳ kheo Quân Huệ, tỳ kheo Phạm Thắng, tỳ kheo Tịch Huệ, có 6.000 vị tỳ kheo như vậy, đều đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, trồng sâu căn lành, sức hiểu biết rộng lớn, mắt tin sáng suốt, tâm lượng rộng lớn, quán cảnh giới của Phật, rõ bản tánh của Pháp, lợi ích chúng sinh, thường thích siêng cầu công đức của chư Phật, đều được Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết pháp giáo hóa mà thành tựu. 6.000 vị tỳ kheo đó biểu thị 6 căn tánh tịnh nên có thể vào pháp giới, đều ở chung với ngài Xá Lợi Phất biểu thị quyền tiểu cùng ở với nhau. Các ngài xuất gia chưa được bao lâu biểu thị chứng thật tế dễ quay về, đó là tỳ kheo Hải Giác, tỳ kheo Thiện Sanh, tỳ kheo Phước Quang, tỳ kheo Đại Đồng Tử, tỳ kheo Điển Sanh, tỳ kheo Tịnh Hạnh, tỳ kheo Thiên Đức, tỳ kheo Quân Huệ, tỳ kheo Phạm Thắng, tỳ kheo Tịch Huệ, có 6.000 vị tỳ kheo như vậy. Các ngài đều đã tưởng cúng dường vô lượng chư Phật, trồng sâu căn lành, sức hiểu biết của các ngài rất rộng lớn, tâm tin của các ngài rất sáng suốt, tâm lượng của các ngài rộng lớn, có thể quan sát minh bạch cảnh giới của Phật, thấu rõ bản tánh của Pháp, lợi ích tất cả chúng sinh, thường thích xương cầu công đức của chư Phật. Các ngài đều được Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuở xưa thuyết pháp giáo hóa mà thành tựu. Tỳ kheo có 5 nghĩa: 1. Bố ma, khi xuất gia cùng mà chấn động; 2. Khất sĩ,
dưới xin thức ăn của cư sĩ để nuôi xác thân, trên cầu pháp của Phật để nuôi pháp thân. 3. Tịnh giới, trì giới, nhập vào tăng đoàn phải giữ giới. 4. Tịnh mạng, tức thọ giới rồi khởi ba nghiệp vì không tham nên chẳng nương vào tham tà nuôi mạng sống. 5. Phá ác, nương vào thánh đạo, phá diệt các ác phiền não. Bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất đang đi giữa đường quán các tỳ kheo, bảo tỳ kheo Hải Giác rằng: Hải Giác, ông hãy quan sát thân thanh tịnh của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, tướng tốt trang nghiêm tất cả trời người không thể nghĩ bàn được. Ông hãy quan sát viên quang chiếu sáng, khiến cho vô lượng chúng sinh phát tâm hoan hỷ. Ông hãy quán lưới quang trang nghiêm của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, trừ diệt vô lượng khổ não của chúng sinh. Ông hãy quan sát chúng hội đầy đủ của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, đều là căn lành thuở xưa của Bồ Tát Nhiếp Thọ. Ông hãy quan sát con đường đi của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, trái phải 8 bước bằng phẳng trang nghiêm. Ông hãy quan sát chỗ ở của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, khắp vòng 10 phương thực có đạo tràng truyền theo. Ông hãy quan sát đường đi của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, đầy đủ vô lượng phước đức trang nghiêm, trái phải hai bên đều có kho tàng dưới lòng đất, đủ thứ châu báu tự nhiên trồi lên. Ông hãy quan sát Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã từng cúng dường Phật cho căn lành đó, trong tất cả cây cối đều hiện ra tặng báu trang nghiêm. Ông hãy quan sát Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, các ông vua thế gian mưa xuống đổ trang nghiêm, đảnh lễ cung kính dâng lên cúng dường. Ông hãy quan sát Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, khi tất cả mười phương chư Phật Như Lai sắp thuyết pháp, thì đều phóng tướng hào quang trắng giữa lông mày chiếu đến thân ngài từ trên đỉnh nhập vào. Khi 6.000 vị tỳ kheo đi về phương Nam, thì tôn giả Xá Lợi Phất đang đi giữa đường, bèn quán các tỳ kheo, sau đó bảo tỳ kheo Hải Giác rằng: Hải Giác, ông hãy quan sát thân thanh tịnh của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, tướng tốt quang minh vô lượng trang nghiêm, tất cả chư thiên loài người không thể nghĩ bàn được, đây là thắng đức thần tướng. Ông hãy quan sát viên quang phóng ra chiếu sáng, khiến cho vô lượng chúng sinh phát tâm hoan hỷ, đây là thắng đức thường quang. Ông hãy quán lưới quang trang nghiêm của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, hay trừ diệt vô lượng khổ não của chúng sinh, đây là thắng đức phóng quang. Ông hãy quan sát chúng hội đầy đủ của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, đó đều là căn lành thuở xưa của Bồ Tát Nhiếp Thọ, đây là thắng đức chúng hội. Ông hãy quán con đường đi của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, trái phải 8 bước đều bằng phẳng trang nghiêm, đây là thắng đức đi đường, cũng biểu thị thường nương bát chánh đạo mà tu hành. Ông hãy quan sát chỗ ở của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, khắp vòng 10 phương thường có đạo tràng truyền theo, đây là thắng đức trụ xứ, giờ chân hạ chân đều có đạo tràng truyền theo tâm. Ông hãy quan sát đường đi của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, đầy đủ vô lượng phước đức trang nghiêm, trái phải hai bên đều có kho tàng dưới lòng đất, đủ thứ châu báu tự nhiên trồi lên, đây là thắng đức phước nghiêm. Thường quán có không hai bên, tâm địa đủ Như Lai tạng, hằng xa vạn đức, vô tâm quyền chiếu nhậm vận, tịch chi mà hiển hiện. Ông hãy quan sát Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã từng cúng dường Phật, do căn lành đó trong tất cả cây cối đều hiện ra tạng báu trang nghiêm, đây là thắng đức rừng cây, cây lập vạn hạnh, nghiêm pháp thể. Ông hãy quan sát Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, các ông vua thế gian mưa xuống đổ trang nghiêm, đảnh lễ cung kính dâng lên cúng dường, đây là thắng đức tự tại, nơi ta không ta đắc được hiểu không hai, trong chủ tự tại là tối tôn. Ông hãy quán sát Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, khi tất cả mười phương chư Phật Như Lai sắp thuyết pháp thì đều phóng tướng hào quang trắng giữa lông mày chiếu đến thân ngài từ trên đỉnh nhập vào, đây là thắng đức thượng nhiếp, có hai ý nghĩa: một, tâm thường thượng nhiếp các Phật pháp; hai, biểu thị chư Phật hiển dương đều nương bát nhã rốt ráo đến nơi nhất thiết trí. Bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất vì các tỳ kheo tán thán khen ngợi, khai thị dễ nói Văn Thù Sư Lợi đồng tử có vô lượng công đức đầy đủ trang nghiêm như vậy. Lúc đó tôn giả Xá Lợi Phất vì các tỳ kheo tán thán khen ngợi, khai thị dễ nói Văn Thù Sư Lợi đồng tử có vô lượng công đức đầy đủ trang nghiêm như vậy. Các tỳ kheo đó nghe nói như vậy rồi, tâm ý thanh tịnh, tin hiểu, kiên cố, vui mừng nhảy nhót, không tự kiềm chế được, hình thể nhẹ nhàng, các căn vui vẻ, sầu khổ đều trừ diện, cấu chướng đều sạch, thường thấy chư Phật, cầu chánh pháp thâm sâu, đủ Bồ Tát căn, được Bồ Tát lực, đại bi đại nguyện đều tự sinh ra, vào nơi cảnh giới các độ thâm sâu, biển chư Phật mười phương thực hiện ra ở trước, nơi nhất thiết trí sinh niềm tin ưa thích thâm sâu. 6.000 vị tỳ kheo đó
Nghe Tôn giả Xá Lợi Phất khải thị tán thán như vậy rồi, tâm ý đều thanh tịnh, tâm tín và sự hiểu biết kiên cố, đều hoan hỷ vui mừng nhảy nhót không tự kiềm chế được. Hình thể của các ngài nhẹ nhàng, các căn vui vẻ, sầu khổ đều trừ diệt, cấu chướng đều sạch hết. Các ngài thường thấy tất cả chư Phật thầm thiết tìm cầu chánh pháp, đầy đủ căn cơ Bồ Tát đắc được Bồ Tát lực, tâm đại bi đại nguyện đều tự sinh ra, chứng nhập nơi cảnh giới lục độ thâm sâu. Biển chư Phật mười phương thường hiện ra ở trước các ngài, các ngài đối với nhất thiết trí đều sinh khởi niềm tin và ưa thích thâm sâu. Liền bạch Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: Xin đại sư hãy dẫn chúng con đến chỗ người thủ thắng đó. Bấy giờ Xá Lợi Phất với các tỳ kheo cùng đi đến chỗ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Đến rồi bạch với nhân già rằng: Các tỳ kheo này muốn được gặp ngài. Các vị tỳ kheo liền bạch với Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: Chúng con xin đại sư hãy dẫn chúng tôi đến chỗ người tối thủ thắng đó. Lúc đó Xá Lợi Phất liền cùng với các tỳ kheo đi đến chỗ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Đến rồi bạch với nhân già rằng: Nhân già, 6.000 vị tỳ kheo này đều muốn được lễ lại ngài, hầu hạ ngài. Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi đồng tử có vô lượng Bồ Tát tự tại về quanh với đại chúng đó, như voi chúa quay mình nhìn các tỳ kheo. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi đồng tử có vô lượng Bồ Tát tự tại vây quanh ngài, ngài cùng với tất cả đại chúng đó như voi chúa quay mình nhìn tất cả các tỳ kheo. Lúc đó các tỳ kheo đảnh lễ chân ngài, chắp tay cung kính bạch rằng: Chúng con này được gặp ngài, cung kính lễ bái và hết thảy tất cả những căn lành khác, xin nguyện nhân giả Văn Thù Sư Lợi, hòa thượng Xá Lợi Phất, Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thảy đều chứng biết như xác thân của ngài được như vậy, âm thanh như vậy, tướng tốt như vậy, tự tại như vậy, nguyện cho chúng con tất cả đều sẽ đắc được đầy đủ. Lúc đó tất cả các vị tỳ kheo đảnh lễ chân ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, chắp tay cung kính bạch rằng: Chúng con này được gặp ngài, cung kính lễ bái Bồ Tát, chúng con đem hết thảy tất cả những căn lành, một lòng hy vọng ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, hòa thượng Xá Lợi Phất của chúng con và Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thảy đều chứng minh cho chúng con hết thảy tất cả đều cúng dường cho nhân giả. Như hiện tại xác thân của ngài được như vậy, âm thanh của ngài như vậy, trí huệ quang minh tướng tốt của ngài như vậy, tự tại của ngài như vậy, nguyện cho chúng con tất cả đều sẽ đắc được đầy đủ như vậy. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bảo các tỳ kheo rằng: Tỳ kheo, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân thành tựu 10 pháp hướng về đại thừa thì sẽ sớm vào Như Lai địa, hạ huống là Bồ Tát địa. Lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bảo các tỳ kheo rằng: Các tỳ kheo, nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân thành tựu 10 pháp hướng về đại thừa thì sớm sẽ vào bậc Như Lai mà thành Phật, hạ huống là đắc được quả vị Bồ Tát. Những gì là 10? Đó là tích tập tất cả căn lành, tâm không nhàm mỏi, thấy tất cả chư Phật hậu hạ cúng dường, tâm không nhàm mỏi, cầu tất cả Phật pháp, tâm không nhàm mỏi, tu hành tất cả ba la mật, tâm không nhàm mỏi, thành tựu tất cả Bồ Tát tam muội, tâm không nhàm mỏi, thứ lớp vào tất cả ba đời, tâm không nhàm mỏi, khắp nghiêm tịnh mười phương cõi Phật, tâm không nhàm mỏi, giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh, tâm không nhàm mỏi, nơi tất cả cõi trong tất cả kiếp thành tựu Bồ Tát hạnh, tâm không nhàm mỏi. Vì thành thục tất cả chúng sinh nên tu hành các ba la mật nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, thành tựu một lực của Như Lai. Như vậy thứ lớp vì thành thục tất cả cõi chúng sinh, thành tựu tất cả lực của Như Lai, tâm không nhàm mỏi. Những gì là 10 pháp đắc được bậc Như Lai và bậc Bồ Tát? Đó là: một, tích tập tất cả căn lành, trong tâm cũng không cảm thấy nhàm mỏi. 2. Thấy tất cả chư Phật hầu hạ cúng dường tất cả chư Phật, trong tâm cũng không cảm thấy nhàm mỏi. 3. Cầu tất cả Phật pháp, trong tâm cũng không cảm thấy nhàm mỏi. 4. Tu hành tất cả pháp môn ba la mật, trong tâm cũng không cảm thấy nhàm mỏi. 5. Thành tựu tất cả Bồ Tát tam muội, trong tâm cũng không cảm thấy nhàm mỏi. 6. Thứ lớp vào tất cả ba đời, trong tâm cũng không cảm thấy nhàm mỏi. 7. Khắp nghiêm tịnh mười phương cõi Phật, trong tâm cũng không cảm thấy nhàm mỏi. 8. Giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh, trong tâm cũng không cảm thấy nhàm mỏi. 9. Nơi tất cả cõi Phật trong tất cả kiếp thành tựu Bồ Tát hạnh, trong tâm cũng không cảm thấy nhàm mỏi. 10. Vì thành tựu tất cả chúng sinh nên tu hành các ba la mật nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, thành tựu một lực của Như Lai. Như vậy thứ lớp vì thành tựu tất cả cõi chúng sinh, thành tựu tất cả lực của Như Lai, trong tâm cũng không cảm thấy nhàm mỏi.
Mười pháp ở trên là nói không nhà mỏi, vì pháp môn vô tận, chúng sinh vô tận. Nếu thủ lấy tướng mà tu, thì nhiều đời nhà mỏi, nhàm liền thối đoạn. Hạng nhị thừa, nếu không thích thấy mà tu, thì không nhà mỏi, không nhà mỏi thì kết quả Phật không bao xa. Tỳ kheo, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, thành tựu tin sâu, pháp mười thứ tâm không nhà mỏi này, thì sẽ nuôi lớn tất cả căn lành, xả lìa tất cả các cõi sinh tử, vượt qua tất cả giống tánh thế gian, chẳng rơi vào bậc thanh văn bích chi Phật, sinh vào nhà tất cả Như Lai, đủ tất cả Bồ Tát nguyện, học tập tất cả công đức Như Lai, tu hành tất cả các hạnh Bồ Tát, đắc được Như Lai lực, hàng phục chúng ma và các ngoại đạo, cũng diệt trừ tất cả phiền não, nhập vào Bồ Tát địa, gần Như Lai địa. Tỳ kheo, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, thành tựu tâm tin sâu rộng, phát người thứ tâm không nhà mỏi này, thì sẽ dưỡng lớn tất cả các lành, xả lìa tất cả các cõi sinh tử, vượt qua được tất cả giống tánh thế gian, chẳng rơi vào bậc thanh văn bích chi Phật, được sinh vào nhà tất cả Như Lai, được đầy đủ tất cả Bồ Tát đại nguyện, học tập tất cả công đức của Như Lai, tu hành tất cả các hạnh Bồ Tát tu, đắc được Như Lai lực, hàng phục chúng ma và các ngoại đạo, cũng diệt trừ được tất cả phiền não, nhập vào Bồ Tát địa, gần Như Lai địa, tương lai sớm sẽ thành tựu quả Phật. Bấy giờ các tỳ kheo nghe pháp này rồi liền đắc được tam muội tên là Vô Ngại Nhãn, thấy tất cả cảnh giới của Phật. Lúc đó các tỳ kheo nghe pháp này rồi liền đắc được tam muội tên là Vô Ngại Nhãn, thấy được tất cả cảnh giới của Phật. Vì đắc được tam muội này nên đều thấy mười phương vô lượng vô biên tất cả thế giới chư Phật Như Lai và hết thảy đạo tràng chúng hội của các ngài, cũng đều thấy hết thảy chúng sinh tất cả các cõi mười phương thế giới đó, cũng đều thấy đủ thứ sự khác biệt tất cả thế giới đó, cũng đều thấy hết thảy hạt bụi tất cả thế giới đó, cũng đều thấy tất cả chúng sinh ở cung điện trong các thế giới đó dùng đủ thứ báu để trang nghiêm. Các tỳ kheo vì đắc được tam muội này rồi nên đều thấy được mười phương vô lượng vô biên tất cả thế giới chư Phật Như Lai và hết thảy đạo tràng chúng hội của các ngài, đồng thời cũng đều thấy hết thảy chúng sinh tất cả các cõi mười phương thế giới đó, đồng thời cũng đều thấy đủ thứ sự khác biệt tất cả thế giới đó, đồng thời cũng đều thấy hết thảy hạt bụi tất cả thế giới đó, đồng thời cũng đều thấy tất cả chúng sinh ở cung điện trong các thế giới đó dùng đủ thứ báu để trang nghiêm. Đoạn văn này là nói thiên nhãn thông trong tam muội và cũng nghe đủ thứ lời nói của chư Phật Như Lai đó diễn nói các pháp văn từ dạy dỗ giải thích thể đều hiểu rõ, và cũng nghe đủ thứ lời nói của chư Phật Như Lai đó diễn nói các pháp văn từ dạy dỗ giải thích thể đều hiểu rõ. Đoạn văn này nói thiên nhĩ thông trong tam muội cũng quan sát được các căn tâm ưa muốn của tất cả chúng sinh trong thế giới đó, lại cũng quan sát được các căn và tâm ưa muốn của tất cả chúng sinh trong thế giới đó. Đoạn văn này nói tha tâm thông trong tam muội cũng nghĩ nhớ được trước sau mười đời của tất cả chúng sinh trong thế giới đó, cũng nghĩ nhớ được sự việc mười kiếp quá khứ và vị lai trong thế giới đó, cũng nghĩ nhớ được việc mười đời bổn sanh, mười đời thành chánh giác, mười thứ chuyển pháp luân, mười thứ thần thông, mười thứ thuyết pháp, mười thứ giáo giới, mười thứ biện tài của các Như Lai đó, lại cũng nghĩ nhớ được nhân duyên trước sau mười đời của tất cả chúng sinh trong thế giới đó, cũng nghĩ nhớ được sự việc mười kiếp quá khứ và vị lai trong thế giới đó, cũng nghĩ nhớ được việc mười đời bổn sanh, việc mười đời thành chánh giác, mười thứ chuyển pháp luân, mười thứ thần thông, mười thứ thuyết pháp, mười thứ giáo giới, mười thứ biện tài của các Như Lai đó. Đoạn văn này nói túc mạng thông trong tam muội lại liền thành tựu 10.000 tâm bồ đề, 10.000 tam muội, 10.000 ba la mật thảy đều thanh tịnh, đắc được đại trí huệ quang minh viên mãn, đắc được 10 thần thông bồ tát mềm mại vi diệu, trụ tâm bồ tát kiên cố bất động, lại liền thành tựu 10.000 tâm bồ đề, 10.000 tam muội, 10.000 pháp môn ba la mật, tất cả thảy đều thanh tịnh, đắc được đại trí huệ quang minh viên mãn, đắc được 10 thứ thần thông của bồ tát mềm mại vi diệu, trụ tâm đại bi của Bồ Tát kiên cố bất động. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi khuyên các tỳ kheo trụ hạnh phổ hiền, trụ hạnh phổ hiền rồi nhập vào biển đại nguyện, nhập vào biển đại nguyện rồi thành tựu biển đại nguyện, nhờ thành tựu biển đại nguyện nên tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh nên thân thanh tịnh, thân thanh tịnh nên thân nhẹ nhàng an lạc,
Thân nhẹ nhàng an lạc nên đắc được đại thần thông không còn thối chuyển, đắc được thần thông này nên chẳng lìa dưới chân Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Khắp ở chỗ chư Phật mười phương đều hiện thân mình, thành tựu đầy đủ tất cả Phật Pháp. Lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi khuyên các tỳ kheo trụ hạnh phổ hiền. Trụ hạnh phổ hiền rồi liền chứng nhập vào biển đại nguyện. Chứng nhập vào biển đại nguyện rồi lại thành tựu biển đại nguyện. Do nhờ thành tựu biển đại nguyện nên trong tâm cũng tự nhiên thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh nên thân cũng thanh tịnh. Thân thanh tịnh nên thân nhẹ nhàng khoái lạc. Thân nhẹ nhàng khoái lạc nên đắc được đại thần thông rộng lớn, đắc được quả vị không còn thối chuyển. Vì đắc được thần thông biến hóa này cho nên chẳng lìa khỏi dưới chân Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Khắp ở chỗ chư Phật mười phương đều hiện thân đại tỳ kheo, thành tựu tất cả đầy đủ tất cả Phật Pháp. Đại văn này là thọ thắng tấn pháp, ở trước nói đại tâm không nhàm mỏi, hiện tại liền khiến rộng trụ hạnh nguyện hướng tiến tu khắp, về sau thành tựu dần dần đắc được lợi ích.